Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game được rất là nhiều bạn trẻ yêu cầu mình chơi trên kênh của mình. Thì cái tựa game này phải nói là một cái tựa game rất là hot trong nhiều năm liền luôn các bạn. Và tựa game có tên là gì? Đó là Liên Quân Mobile. Và đặc biệt là cái Liên Quân Mobile ở Việt Nam chúng ta vừa mới vô địch thế giới luôn, ghê chưa? Bây giờ thì mình sẽ vô tải game Liên Quân Mobile nha các bạn. Dành cho những bạn nào không biết á, thì 2 năm trước mình đã chơi cái tựa game này rồi. Nhưng vì lý do mình chơi ngu quá cho nên là bị tụi nó chửi nhiều, xóa game luôn, quế, xóa game luôn. Bây giờ tải lại nè, đó, giờ tải lại game nè các bạn. Rồi, để coi trong 2 năm vừa qua mình không chơi tựa game này có gì thay đổi lớn không? Thắng bại tại kỹ năng. Sao mà nhiều con lạ thế? Bên đây là cái gì đây? Cái con gì đây? Sao nhìn nó lạ quắc vậy? Chiến trường 3.0. Liên quân 3.0 hả? Liên quân thời đại mới nè. Giao diện kiểu mới đồ ghê ha. Còn gì đây? Bản ngọc rồi. Khoan đã, bản ngọc hồi xưa mình chơi đâu có vậy đâu ta. Bản ngọc hồi xưa mình chơi là nó từ trên xuống dưới nha các bạn. Bây giờ nó làm hình tròn rồi. Wow, độc thiệt. Phù hiệu ra đời. Cái gì mà quá trời vậy, phù hiệu nữa chứ. Rồi, vô chặn rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình đã chọn một cái nhân vật rất là quen thuộc của chúng ta, có tên là Hàn Quốc các bạn. El Chang Hee, được dịch ra tiếng Việt đó là Y Chang Heo. Đó là Van Heo các bạn. Đây là cái nhân vật mà mới chơi ai cũng muốn chơi, cũng có con này hết á. Mới vào là đã có rồi. Và mình con này là dễ chơi nhất, cho nên là mình sẽ chơi con này. Bây giờ là mình sẽ đi mid các bạn. Tụi nó giành lane hết rồi, mình phải đi mid thôi. Cho các bạn coi cái tên của mình nè. Trẻ Châu AFK 102. Nghe cái tên Trẻ Châu là tụi nó sợ liền. Mà còn AFK đó, AFK đó là tụi nó càng sợ hơn. Đó, bây giờ ra quýnh lộn nè. Con trai cưng hả? Quýnh chứ mày thành con trai hư luôn nè. Mày cưng không? Mày đùa hả? Đùa nè. Giờ khoan từ từ đánh nó. Giờ mình mới để ý các bạn. Giờ mình mới để ý là cái giao diện nó khác thiệt á. Cái trụ khác nè. Cái gì? Ôi chơi, sắp được rồi. Ôi nó đi về rồi, cái thằng con trai cưng này. Được. Nè. Ngu này, trời ơi, còn một miếng máu thôi. Thiệt tình đây, bây giờ mình mới để ý nha. Là cái giao diện nước nè, rồi cỏ đồ nè. Trời ơi, nó khác hoàn toàn hồi xưa mình chơi luôn. Khác hoàn toàn, cái trụ nó cũng khác nữa các bạn. Trụ này, sao cái trụ này nhìn nó đẹp thế. Khác dữ. Ok, bây giờ phá trụ các bạn. Trời ơi, mấy thằng nhóc này. Mày nè, ok, ăn cái này cái, chạy qua đây. Ui, quýnh kìa, mày nè, mày quýnh không? Bỏ đi anh ơi. bỏ đi mà, con trai cưng mà sao quýnh lộn là sao? Thành con trai hư luôn nè, mày hết Trẻ Châu hả mày? Mày hết Trẻ Châu mày mới sợ hả? Đó, Trẻ Châu là phải quýnh vậy, phải hổ báo lên, mày là Trẻ Châu hả mày không? Rồi ok, này nó đổi len rồi, cái gì kì á? Sao tự nhiên ta đang đi mid mà giành len rồi? Thôi bỏ đi, nhường cho nó đó, đi qua đường này. Đó, đặt tên như vậy tụi nó mới sợ. Chứ mà mình đặt tên hiền quá tụi nó coi thường mình đúng không? Có một thằng Y Chang Heo ở đây. Thôi phải El Chang Hee chứ, tao phải gọi đàng hoàng. Ta tên là El Chang Hee. Tại mình dịch cái tiếng Việt là Y Chang Heo thôi. Thấy không? Ta là El Chang Hee. Rồi ok. Tự nhiên đang đánh bình thường cái đổi lên thằng này là thằng nào đây quên rồi ta. Oma đúng rồi, Oma. Oma là ồ má đó. Rồi ok, quá tiếc. Mày nè, đó, đặt tên là phải ngầu lên. Không, giờ mình đặt cái tên này có thằng nào dám đi lan cùng mình đâu, bỏ chạy hết. Bởi vì các bạn rút kinh nghiệm chơi á, là phải đặt tên là phải hổ báo lên. Đó, chẳng hạn như Trẻ Châu FK như mình, hoặc là Trẻ Châu phá game rồi đó. Đó, thằng ăn rồng mày, đó cái thằng này. Nè, anh sẽ lùa hết các em, chấp mày nửa cái máu luôn. Ung ti nè, đó, mày sợ chưa? Chơi là phải như vậy, tụi nó mới sợ bạn, hổ báo lên. Đánh là phải hổ báo lên chứ, các bạn đánh mình sợ nó làm gì. Mình là thích chơi của nó đó, cho nên là mình bị tụi nó chửi ngu đấy kìa. Ok, rồi, tiếp tục nào. Trời ơi, cái gì mà mới đánh nè, không biết ăn rồng nổi không ta. Chắc không quá, thử coi. Mày hả rồng, ui ăn rồng nổi nè, ăn rồng dư sức luôn. Quá đã. Mày, ôi, nó ra kìa. Thôi nơi, chạy đi anh ơi. Ơi con rồng của mình. Đậu phộng, còn miếng máu tại quỷ kia nó phá. Ráng ăn luôn nè, mấy bạn nhìn mình có miếng máu mình ăn rồng nè. Nhìn nè nha. Ulti nè, đó. Stun nè, đó. Ăn rồng luôn cho các bạn coi nè. Chơi là phải chơi lớn, đó. Lớn nè, rồi thôi, giờ biến về là vừa rồi.
Mới ra được 5 mạng với được con rồng là thấy thơm rồi đó. Cái gì vậy? Chưa gì hết là nó đẩy tới nhà cái chỗ thứ ba của người ta rồi. Mấy thằng này công nhận hổ báo thiệt. Rồi thôi đi tiếp tục đi. Cái gì mà mới chơi mà tụi nó phá trụ nhà người ta luôn rồi. Mấy này kỳ cục. Ok, tiếp tục nào. Chắc là nó thấy tên mình là trẻ trâu AFK cho nên là nó muốn chơi cho lẹ chứ không để mình AFK nó thua rồi sao. Đặt tên vậy thôi chứ đâu phải là vậy đâu. Rồi ok, thôi đẩy trụ luôn đi, nó đẩy trụ luôn các bạn ơi. Trời ơi, mình chưa đánh gì hết là chẳng thắng game mà hả? What the hell, mấy ngày đi về đi. Trời ơi, đúng là mấy ngày nó còn trẻ trâu hơn mình nữa. Hổ báo quá mà. À thằng này, hổ báo nè. Thằng đó mới là hổ báo bạn. Cái thằng đó tên là gì ta? Zephy đúng không? Hổ báo thì chứ. Hổ báo là ăn cháo nè. Rồi ok, thôi đẩy trụ luôn rồi. Đẩy nhà luôn rồi. Chưa có gì thắng rồi, chán thiệt chứ. Mày nè, mày nè, mày nè. Thôi đẩy trụ thắng trận này luôn đi. Chưa gì thắng rồi bạn ơi. Quá easy game, phá luôn. Solo trụ luôn, ơi solo nhà luôn. Trời tụi mày sợ cái gì, solo nè. Đó, solo người trong trụ luôn. Đó, quýnh luôn nè, đó. Thắng luôn nè, thấy chưa. Chị Châu là phải quýnh hổ báo, vậy mới là chị Châu. Victory. Cái chữ victory này mới luôn các bạn. Quá đẹp. Để mình coi còn gì nó mới nữa không. Tại vì cái giao diện này mình thấy nó lạ quá, khác với hồi xưa mình chơi. Lâu dữ vậy, chạy lẹ lên. Để cứ coi MVP. Ôi mình MVP luôn mới ghê chứ. Chỉ cho FK MVP. Ồ cái MVP này sao nó có cái mình được đứng riêng một chỗ, mấy thằng kia bị đuổi ra ngoài hết rồi các bạn. Trận tiếp theo các bạn ơi, lần này mình lại chọn El Chang Hy rồi. Ok để coi là bên nó có gì rồi. Ơ gì đây, Thị Mơ, Đoàn Thị Mơ, tên hay thiệt, còn thằng kia tên còn dữ hơn, Lát Vờ Lờ Thế. Còn là dân tình đặt tên gì đâu không mà, chắc mấy thằng này chỉ trâu hơn mình nữa. Ok bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mua đồ rồi ấn vào chat đúng không, chửi tụi nó coi. Giỡn thôi chứ chửi gì, sao nó cứ nhường cho mình đi mid hoài vậy ta. Ok nhường thì anh mày chơi thôi. Tiếp tục là El Chang Hy nha các bạn. Chơi El Chang Hy nó dễ chơi, chơi mấy anh kia chơi khó chơi á, tụi thua tụi nó chửi. Rồi ok bây giờ lại tiếp tục nè. 3.0 cái trụ này đẹp nè. Ừ nãy giờ mình chưa đảo đi tới mấy con rồng đồ ngày xưa ha. Để lát coi. À có một thằng El Chang Hy nữa kìa, Đoàn Thị Mơ hả. Tên đẹp đó, tên đẹp đó. Mơ đi em, quýnh cho nó mơ luôn. Mày nè, nào mình cho nó đi ngủ nó mơ luôn các bạn. Rồi đi ngủ đi em, đó ngủ rồi mơ nha. Đúng với cái tên của nó, Đoàn Thị Mơ. Rồi ok đánh từ từ thôi. Để mình coi là những cái con trong đây nó khác lạ gì không. Chẳng hạn như con này. Ý, ủa con này hình như, ủa sao có con khỉ đây. Ủa hồi xưa là cái con gì mà đâu phải con khỉ đâu. Lạ quá, con này là gì. Ui cái này bùa đỏ nữa các bạn. Bùa đỏ mà sao nhìn nó lạ ghê ha. Bùa đỏ hồi xưa là nó đâu có đứng bằng hai kia đâu. Ok tiến công đúng không, nó kêu mình đánh đi, đánh phụ nó đi, đánh phụ nó, đúng rồi. Ok ăn giùm nó luôn, nó ăn mất tiêu rồi, xém tí là mình ăn giùm nó rồi. Rồi ok cái này là chúng ta đã đảo qua cũng thấy là nhiều cái lạ mới đúng không. Rồi ok tiếp tục là ớ cái thằng này Đoàn Thị Mơ hả, mày muốn đi ngủ hay sao mày cứ kiếm tao hoài vậy hả. Cho mày đi ngủ thì mơ nè. Ok mình cho nó ngủ nó mơ đó, bọc pháo lên nè, bọc pháo lên nè, đó mày nè. Ui mấy này đánh ghê quá, càng lúc nó càng đánh ghê sao các bạn ơi. Hồi nãy tụi nó đánh dở lắm mà. Ok thôi tiếp tục rồi. Qua bùa xanh coi, hình như là không còn nào ăn bùa xanh hết các bạn. Đó. Ô bùa xanh khác luôn các bạn ơi, khác luôn các bạn, khác với cái con bùa đỏ hồi nãy, nhưng mà nó khác với hồi xưa mình chơi luôn. Ui có con ếch nữa kìa. Hồi xưa mình nhớ đây là hình như là con sói hay cái gì đó mình không nhớ gì. Nhưng mà nó khác hoàn toàn luôn các bạn, nó đâu có giống ngày xưa đâu. Ui ở đây cũng có cái gì nữa nè, cái con này con gì đây, bỏ hung hả. Quá nhiều thứ lạ mới lạ. Con dơi nữa các bạn, con dơi này khác con dơi hồi xưa. Con dơi hồi xưa đâu có đứng gì đâu, nó bay trên trời. Con dơi này đứng ở dưới đây. Ủa nó đang ăn kìa, nó đang ăn kìa. Trời ơi xem tới là cái ad rồi, tiếc quá. À nó chắc chắn là nó sẽ qua nó ăn bùa. Ơi mình đi đâu vậy, chắc à nó rồi. Mày thích nè, trẻ trâu nè bộc phá nè con, mày sợ chưa. Đánh vậy thì nó mới sợ. À thằng này nữa. Mày tin mày nè. Trời ơi 4 mạng rồi, thơm phức luôn. Ok rồi tiếp tục. Bây giờ mình cái con này hình như hồi xưa mình chơi có không ta, hình như là có hay sao á. Đúng rồi, hồi trước mình chơi thì nó cũng có không đó, mà bây giờ thì nó cũng vậy thôi, không khác gì mấy con này nè. Con này nhìn nó lạ là sao các bạn. Ăn con này luôn, rồi ok.
Ôi ơi, nó đang ăn kìa, nó đang ăn kìa. Ừ, nó thấy mình á, nó thấy mình á. Ăn nè. Cái ad của nó tức quá dí theo mình kìa. Cho mày đi ngủ mày mơ tiếp nè. Đoàn thì mơ hả? Mơ đi em. Sợ liền. Rồi, ở con rồng hồi nãy mình cho các bạn thấy rồi đúng không? Con rồng thì easy rồi, mình các bạn thấy rồi. Con rồng rất là ngầu luôn. Nhưng mà hồi xưa không phải con rồng chỗ đó đâu bạn, con rồng nó khác. Khác như rồng hồi xưa. Hồi xưa con rồng nó khác hoàn toàn. Rồi ok. Để coi coi lại coi con rồng lại coi. Nãy lo đánh không không để ý. Đó, con rồng này nó bự hơn con rồng hồi xưa nhiều nha. Ngầu hơn nha. Nhìn ghê hơn ha. Rồi ok, ăn con rồng này luôn. Đồ nhiều rồi, bây giờ mình ăn cũng thoải mái rồi. Không có sợ gì hết á. Đó, đồ nhiều mà lo cái gì. Quýnh ti luôn nè, đó. Mày nè, mày nè, mày nè. Quýnh xong cái biến về là vừa các bạn. Bây giờ mình có rồng xong là mình đi săn người nha. Ở dưới đèn quýnh lộn kìa. Nó trẻ trâu là phải tham gia chiến đấu liền. Cứ thấy đánh nhau là nhảy vô quất liền. Trẻ trâu mà. Đó, tin nè, đó, ăn nè, đó, thấy chưa. Ăn cái trụ luôn nè. Đó, ăn cái trụ luôn nè. Đó, ok. Ui sao nó bắn mình kỳ vậy. Ui, ui. Kỳ vậy. Tự nhiên cả đám không bắn có mình. Ở trên có hai thằng ngu này, mày bị trụ bắn. Nó đi để trụ mà nó để trụ bắn nó. Ngu thiệt. Cho mày khỏi chạy luôn nè con. Chạy đâu, chạy đi đâu. Ok, nó đẩy cái trụ mình thì mình đẩy lại cái trụ của nó thôi. Trời ơi, lâu rồi chơi lại cũng chơi được á. Cũng ổn. Ok. Mày nè, chơi cũng ổn đó các bạn. Nhưng mà về sau chắc chắn là không ổn tí nào đâu. Về sau khó hơn nhiều. Rồi ok, tiếp tục. Cái này là cái con chim này nó tạo ra con mắt nè. Đó, để nó bay xung quanh cái rừng bên kia. Rồi ok, tiếp tục nào em. Đó, đó. Phá đi luôn. Rồi ok, bây giờ mình đẩy trụ các bạn. Mình đẩy như là cái máy nè. Đẩy như là cái máy luôn. Đó, đẩy rất nhanh luôn. Qua cướp rừng của nó coi. Rừng của nó toàn là mấy con gì đâu không mẹ. Rồi cướp rừng coi. Đâu rồi, đây 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 đây. Cướp rừng coi, cướp người luôn. Cướp người luôn. Cướp rừng sẵn cướp người luôn. Cướp người luôn nè. Đâu rồi thằng này. Ê, hồi nãy mày đánh anh đúng không? Cho mày về vườn luôn. Trời ơi, mày tuổi gì? Quýnh ti mày ăn cá mày ngẫm liền ha. Sợ chưa? Mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Nè, đùa nè. Mày đùa. Ôi, nó trâu quá các bạn ơi. Mình chưa đánh được cái nào. Mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Hả? Mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Trời ơi, quýnh nó kìa. Trời ơi, bỏ chạy thôi. Chỉ biết bỏ chạy thôi chứ làm được gì. Mình bây giờ là mình thằng thánh rồi các bạn ơi. Ở dưới đang đánh nhau kìa. Đánh nhau nhưng mà nó chịu đâu có nổi với thằng bồ của mình đâu. Bồ mình nó quá mạnh. Này làm gì vậy? Đã nói là đi ngủ là mơ đi mà. Cứ đi đâu qua đây có đánh quốc hoài. Nó là Đoàn Thị Mơ đó các bạn. Tên cũng đẹp đấy. Chắc nó hay mơ lắm nè. Rồi ăn cái con này cái. Đúng rồi, xuống ăn con bùa xanh cái đã. Đánh con này cái ăn bùa xanh cái là vừa. Đó. Hợp lý không? Hợp lý chưa? Đó, ăn con bùa xanh nữa là vừa. Đó, có mana rồi nha. Anh có mana là anh ban hết nè. Ơ cái thằng này. Trời, cái thằng này đánh đấm cái gì? Trời, trời. Ơi khoan, từ từ, nó có cái trụ. Đánh đấm cái gì? 13 mạng rồi. Oh yeah. Thằng này đánh đấm cái gì? Trời ơi, mình đánh nó kìa. Đã nói là nó đi ngủ, nó mơ đi, nó không chịu. Nó cứ ra đánh nhau với mình hoài. Thôi để rip lên. Ok, để rip, đẩy trụ cái coi. Giờ là mạnh nè. Đẩy trụ luôn chứ để. Ơi, nó đẩy trụ dưới của mình các bạn không? Đẩy vô tới nhà trong luôn rồi kìa. Không được rồi nha, mình đẩy trụ mít của nó. Nó chơi gian, nó chơi, nó đẩy lẻ. Mình chơi, mình không thích mấy thằng vậy đâu. Đó, ok. Ok rồi, nào ra đây. Nào ra đây, anh căng hết. Thôi đi biến về đi. Ở trên đây nó đang gặp nguy hiểm nè, các bạn thấy chưa. Lát về là thế nè, các bạn coi tên thằng này nè. Đây, mình cho các bạn coi tên nó nè. Rồi. Đó, lát về là thế. Đặt tên là ý là nó nói là máy nó bị lát. Cho nên là nó chơi dở, cũng đừng có chửi nó. Chỉ là report nó thôi. Tố cáo nó thôi. Ok. Ôi trời, nó chết queo rồi. Người ta đã lát rồi mà cứ đánh người ta. Cái thằng này nó kỳ cục. Này là như là butterfly nè. Bướm nè. Con bướm xuân nè. Rồi ok, tiếp tục nè. Bây giờ mình đẩy thẳng vô nhà luôn em. Mệt quá, nãy giờ 14 mạng rồi. Đánh tụi nó riết, tụi nó sợ. Nó report mình nữa. Nó kêu mình trẻ trâu đánh ghê quá. Okay. Mày. Trời ơi, đánh con riết kìa. Chí mạng gồm 1k mấy. Trời ơi, 1k8 chí mạng. Chết tới với mày luôn. Đó, mày muốn đẩy không? Chấp hai mày luôn á. Chấp hai đứa luôn á. Chấp hai đứa luôn nè. Đó. Ừ, không ai được. Muốn gì solo hả? Đã thấy mày lát rồi, nhường cho rồi còn dám hổ báo. Ok, sắp hết máu rồi. Lại lên đẩy cái trụ này nữa coi. Đúng rồi, ra coi cái con này coi. Từ để mình đẩy cái trụ này xong mình ra mình cho các bạn coi cái con này. Cái con này gọi là gì ta?
trong liên minh á nó gọi là Baron đó các bạn, còn ở trong liên quân là cái gì mình quên rồi. Ủa mình đánh mình hút máu nè, trời ơi đã, vậy mình ra mình ăn cái con này luôn, ra ăn cái con này luôn. Con này là con gì các bạn nhớ các bạn comment cho mình nha. Và chắc chắn các bạn nhớ rồi, tại vì ngày nào mà các bạn không chơi đúng không? Còn mình thì mình mới chơi lại cho nên mình cũng không biết. Để coi coi lát mình đánh xong nó kêu là cái con gì nha. Ê mình đánh nổi không ta? Ê tập hợp mấy anh ơi, em quýnh không nổi, con này nó bự quá. Công nhận con này nó ngầu thiệt các bạn. Hồi xưa mình chơi nó đâu có bự cái này đâu, nó nhỏ lắm. Nó nhỏ như cái con rồng ở dưới đây nè. Đó, nó nhỏ như con rồng ở dưới đó đó. Mà bây giờ nó bự. Ôi trời ơi, ulti hụt luôn kìa. Ôi chết. Thôi anh ơi, sao không ai hỗ trợ em vậy? Ây da, chết rồi, thôi, bỏ đi. Cái thằng này đứng cho nó đánh luôn nè. Thôi, chết rồi, bỏ đi. Thể hiện trẻ trâu tí thôi chứ đánh đứng cho nó đánh là chết đó bạn. Ok, nhưng mà mình có hút máu, mình sợ gì phải không? Mình vừa có bùa xanh nè, mình vừa có hút máu nè, bây giờ mình bem nhà nó nè. Đó, bem trong tích tắc luôn. Mấy thằng này giờ nó cứ đi đẩy nhà không mà mình bem luôn cho thắng nè. Yeah, chiến thắng một cách dễ dàng. Ok, để coi mình có được MVP nha các bạn. Victory. Yeah. Để coi mình có được MVP không nè. Ok, chạy lẹ lẹ để em coi em có được MVP không nha. Có coi được MVP không cái đã. MVP nha. Đánh hay vậy phải MVP chứ. MVP. Yeah. Trẻ trâu lại được MVP. Ok. Rồi, quá đã luôn. Thần thánh luôn các bạn. Thần thánh luôn. Đạt một lần thần thánh là ghê chưa? Là từ trước tới giờ chơi á, đây là lần đầu tiên đạt được thần thánh. Mấy lần trước mình chơi fit không rồi. Ok các bạn ơi, hôm nay mình đã chơi được cái tựa game Liên Quân 3.0. Và mình không ngờ là trong 2 năm nó đã thay đổi quá nhiều. Cho nên là bây giờ mình vô mình cũng không có biết gì nhiều hết. Mình cứ thấy là mình đánh thôi. Tại vì mình tên của mình là Trẻ Trâu AFK mà. Thấy là đánh thoải mái. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem nha. Và nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cùng với đó là xem quảng cáo hoặc là bấm vô quảng cáo khi mà xem video để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi và hẹn gặp lại sau. Bye bye.